Xin chào mọi người, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh vlog của Lan Anh Hà. Trong cuộc sống này ấy, thì chắc hẳn là mỗi người đều có một cái nỗi sợ gì đó. Có thể là nỗi sợ vô hình hoặc là nỗi sợ hữu hình. Nỗi sợ vô hình ví dụ như là mình sợ ma, sợ quỷ, hoặc là sợ những cái thứ kiểu tâm linh và này nọ balabolo không thể nào mà mình có thể nhìn thấy được, nhưng mà mình có thể cảm nhận được và cảm giác như là nó đang hiện hữu và xuất hiện ở ngay bên mình. Cho nên là mình sợ dùng mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những nỗi sợ như là sợ rắn, sợ rết, sợ bị ngã, sợ bị đau. Và ngày hôm nay mình đã dựa trên cái nỗi sợ đấy của mọi người, mình sẽ thử thách mọi người trong công ty mình xem là mọi người có sợ những cái con vật đó không. Bởi vì thật sự là đối với riêng bản thân của mình ấy, mình có một nỗi sợ lớn nhất, đó chính là với con chuột. Mình cực kỳ sợ chuột mặc dù mình là con mèo. Và hôm nay mình sẽ mọi người ơi, mình đã đi mua, cất công đi mua những cái con vật này đầy đủ các thể loại để có thể chơi mọi người. Mà để chơi mọi người như thế này thì phải kiểu như là thả đột xuất vào người mọi người thì mọi người mới sợ được, chứ không thể giỡn trước mặt mọi người. Ê mọi người ơi, có sợ con này không? No. Bây giờ mình sẽ đi chơi mọi người, chơi từng người một để xem phản ứng của mọi người sẽ như thế nào nhá. Cái tóc của chị có con gì kìa? Tóc mô hình. Sao vậy? Ủa alo? Sợ à? Sợ à? Mô hình mà, có gì đâu. Thế mình nhảy cấn lên. Trời ơi, đồ dữ. Chị làm em giật mình ấy. Em không sợ với con này, tự nhiên chị làm em sợ ấy. Nani? Ngủ tiếp đi. Em đi dọn mọi người đây. Em đi dọn mọi người đây, ngủ tiếp đi. Chán hết mọi người chả sợ mấy gì. Không có chị Chi để sợ. Đàn anh, anh bảo. Đâu gì? Kinh quá. Kinh chứ. Anh bóng lộn ấy, anh kinh ấy. Quay vi lúc để trêu anh à. Chủ ơi, giống thật đấy. Ui giống thật nhở.
Đấy, cuối cùng có ông bóng lộ. Ừ. Sợ thật chứ đùa không cần. Trả cho em. Thật sự anh không hiểu vì sao em có thể đùa anh như thế luôn á. Em phải tìm người khác thì đúng không? Biết nói. Biết nói á? Biết nói mới sợ không? Và đúng không? Sợ con gì? Sợ con gì? Sợ con rết. Con rết á? Ừ. Bây giờ hình như là mình biết là viên hói sợ được rất nhiều côn trùng, là mình sẽ thử viên hói. Anh sợ rán à? Sợ không đấy? Con trai trong công ty này kính gì vậy trưởng? Nhìn trông sợ hãi mà như kiểu không sợ. Làm gì em? Nghĩ là sao đi? Này, chơi thế là không được đâu nhá. Thế cũng sợ. Ai mà biết được. Rán em sợ nhất là con rán. Đây là con rán được tiến hóa nó thành màu đen. Chắc là đi nắng nhiều. Cháy người luôn. Đây luôn ấy. Đồ yếu hết. Thế chị Chi? Một lần nữa. Không. Vào chơi đi. Nào, 1, 2. Ôi, cái gì đó? Chị vẫn sợ à? Rồi, sợ tính đấy. Đây là anh dọa được thế đấy. Nãy mình lắm là về rất tình chính rồi. Nào, được chưa? Nào, bắt đầu nha. Được chưa? Kinh quá, lòng mình cái chân. Được rồi. Em cứ tưởng Linh cơ. Đoàn anh tại sao em cứ tiếp tục cái trò chơi này với mọi người nhỉ? Chứ đâu phải mấy lần rồi hả? Em muốn xem hai cái con này đi không? Bây giờ em muốn toàn hết cái con này không? Thì ra em muốn là tí nữa bọn mình vào giờ bọn mình bị ám ảnh với con này không? Hả? Nhưng mà mọi người chưa sợ. Mọi người chưa sợ thì em phải nói mọi người sợ thôi à? em thử những ai rồi? Em thử hết rồi đúng không? Thế thì chị sẽ cho em một người cực sợ con này là. Biết là ai không? Một người mà em lừa phát được người ta nhảy cẫng luôn. Thế hết rồi, rồi. Chị lừa chị thôi, còn mọi người không sợ lừa lắm. Lừa chị thôi á? À? Em phải cho mọi người sợ cơ. Phải làm cho mọi người sợ điên dọa đảo đấy cơ. Em chưa an tâm. Cho chị Huyền này. Chị Huyền không sợ mọi người ạ? À? Lê không ai sợ đâu, Lê. Chơi nào. Eo ơi, đây có phải con vật thân. Mình xin thông báo với mọi người, đây là một cái vlog chung mọi người nhé, chứ không phải là mọi người chung lại mình nhá. Mọi người không hề sợ một cái tí gì cả, trừ chị với lại anh Kiếm Anh. Thật sự rất thất vọng. Thế rồi của mình đến đây kết thúc rồi, mình sẽ không thể đùa thêm nữa bởi vì tất cả mọi người đều đã không sợ. Và trong vlog tiếp theo của mình thì mình chắc chắn sẽ gây ra những cái trò quái thai hơn để có thể dọa mọi người. Chứ cái trò này cũng gọi là như kiểu là ở cái level 1 thôi. Lâu lâu làm cái những cái vlog kiểu level 1 thì cho đời nó phấn khởi, cho đời nó nhẹ nhàng. Những vlog sau sẽ kiểu đột biến hơn.
vâng, cảm ơn mọi người đã xem vlog lần này của mình. Mọi người nhớ đăng ký và like những video trên YouTube của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.